Phản dữ liệu đầu tiên. Tôi. Dữ liệu này tương đối nguy hiểm. Xử lý khá tốt. Dữ liệu này và 1-0 dành cho đội bóng FC Trung Thực. Cú đá rất tốt của Đỗ Bảo Nam. Bóng đã chặn mép trong cột dọc và đi vào lưới. Hãy cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số này bên phía FC Trung Thực và khống chế rất tốt. Ngay sau đó là lời đáp trả của FC Đam Mê. Liên tiếp là những bất ngờ mà hai đội bóng FC Trung Thực và Đam Mê đã mang lại cho khán giả. Đặng Ngọc Hòa hãy cùng xem tướng này, pha đá phạt, pha đá giao bóng từ giữa sân. Bảo Nam qua người rất tốt, khá hay. Nguyễn Văn Trọng không được. Nguyễn Nhật Bảo Lộc mất bóng rồi. Cơ hội đến với đội bóng Trung Thực không được. Tỷ số là 2-1 dành cho FC Đam Mê. Chơi hay hơn nhưng FC Trung Thực đã bất ngờ mắc sai lầm. Tình huống thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng. Hãy cùng xem lại bàn thắng này. Một tình huống đá biên, lại là tình huống mắc sai lầm đến từ Trọng Bảo và tạo điều kiện rất lớn dành cho đối phương. 2-2. Quay trở về vạch xuất phát quá nhanh và lại là một tình huống giao bóng. Và có và cú đúp dành cho Đỗ Bảo Nam. Tình huống bắt bóng. Họ sẽ bước vào hiệp đấu thứ hai này. Và chúng ta sẽ các khán giả cũng sẽ chờ đợi vào 25 phút của hiệp đấu thứ hai. Và đánh đầu khá nguy hiểm. Thủ môn Bảo Nam vẫn là Bảo Nam. Rất nguy hiểm. Tỷ số là 3-2. 3-2 dành cho FC Trung Thực. Đó là Vũ Thái. Bảo Nam thi đấu xuất sắc. Một tình huống sọc thẳng vào hàng phòng ngự của FC Đam Mê và tạo ra một cú đá rất nguy hiểm. Thủ môn Trọng Linh không chính xác. Căng ngang. Cối. Đây rồi. Và lại dấu ấn của Bảo Nam. Xuất sắc. Đá hay thật. Đá hay thật. Đá hay dã man luôn. Một cú đúp kiến tạo, cú đúp bàn thắng. MVP của trận đấu gọi tên Bảo Đảm, số 44 của FC Trung Thực. Và dứt điểm, một sâu diễn hoàn hảo. Suýt chút nữa thì đã có một tình huống mắc sai lầm. Tiếp tục là một cú đá nữa và đang rút ngắn tỷ số. Cú đá quá đẹp đến từ Bảo Đảm. Nguyễn Nhật Bảo Lộc đã có được một cú đúp trong ngày hôm nay. Một trận đấu tơi như bún bùng đến từ trận chung kết của chúng ta. Và đã phạt rất nhanh. Vẫn là
vẫn là cái tên đó. Quá hay, tuyệt vời. Bảo đảm hat-trick. Một pha xử lý phải nói là đầy cảm giác, đầy tự tin. Quá khủng khiếp cho một màn trình diễn như thế này, không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Chuyên nghiệp thế giới thì cũng chỉ đến thế này mà thôi. Hãy cùng xem lại tình huống này. Pha xử lý phải nói là quá nghệ sĩ. Và sau đó là một cú đá phải nói là đó là Vũ Thái. Quá khủng khiếp. Làm hình ảnh làm tôi liên tưởng tới, hãy nhớ lấy cái tên này tất cả quý vị bạn, những người đang xem. Bàn thắng dành cho đội bóng FC Trung Thực. Dấu chấm hết dành cho FC Đá Mề. Bàn thắng của Vũ Thái, cú đúp của số 35. Nhưng hãy nhớ tới cái tên số 44 của FC Trung Thực. Tất cả quý vị bạn hãy nhớ tới cái tên này với màn trình diễn ngày hôm nay. Đỗ Bảo Nam. Anh ta sẽ... cậu bé này. Pha đá phạt của Gia Bảo. Dứt điểm ngay. Penalty dành cho đội bóng FC Đam Mê. Rất có thể sẽ là Lưu Gia Bảo. Lưu Gia Bảo. Pha đá penalty đầy tự tin của Lưu Gia Bảo. Vẫn ăn mừng. Và như vậy là đội bóng vô địch của giải bóng đá kỷ niệm 20 năm thành lập phường Kinh Bắc đã gọi tên FC Trung Thực và họ sẽ bước tới bàn lẩu và ngạo nghễ với chiếc cúp vàng ở trước mặt bàn.